Trong content có nốt là MC đọc ảnh comment đi. Bên mình có dòng Acer Helios 16 và chip với card thấp hơn không ạ? 100 triệu sốt quá. Nếu như thật sự bạn đã có lòng muốn mua thì tôi cũng sẽ thật lòng trả lời. Xin thưa các bạn, nằm ngay trên bàn đây của chúng ta đó là một con Helios 16. Nghe nó cứ cấn cấn ấy nhờ, nhưng mà nó không phải là Helios 16 các bạn, mà thực sự nó rẻ hơn và giá trị sử dụng của nó thì rất giống Helios 16. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về em này ngay ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời nhé. Và đây chính xác đó là một cái mã nâng cấp lên của Helios 300 năm ngoái mà các bạn nhìn thấy rất là nhiều. Và nó có một số nâng cấp đáng kể về màn hình và cũng như là cấu hình. Nếu như các bạn nhìn vào cái ngoại quan bên ngoài thì bạn sẽ thấy được là em này nó có một cái điểm hao hao rất là giống so với Helios 16 mà trước đó mình có trên tay ở trên kênh, là một cái laptop 100 cũ. Nhưng mà để làm rõ cho các bạn về những cái điểm khác biệt giữa Helios 16 và Helios 16 Neo đang nằm ở trên bàn bên đây thì xin mời các bạn theo dõi cái phần sau đây. Cái điểm đầu tiên bạn cần quan tâm đó là về cấu hình của hai chiếc máy của chúng ta. Thì ở đây cấu hình của Helios Neo 16 nó đang sở hữu CPU ở đây là Core i7-13700HX và GPU trang bị trên em này là RTX 4060 và RAM nó vẫn sẽ được trang bị mặc định là 16GB. Còn đối với lại trường hợp của Helios 16 không Neo thì nó được trang bị một con Core i9-13900HX và GPU sử dụng là RTX 4080 và dĩ nhiên RAM của nó cao hơn chút xíu là 32GB. Và cái điểm khác biệt thứ hai ở đây chúng ta còn quan tâm là đang hiện cho các bạn thấy trên màn hình. Đối với lại Helios Neo 16 hay là các bạn hay thường gọi là Helios 16 Neo thì nó sẽ có mức giá là 42.990.000 đồng. Còn đối với lại Helios 16 không Neo đang có mức giá là 117.790.000. Nghe giá chênh lệch hết hồn chưa mọi người. Và cái điểm khác biệt thứ ba cũng không khác lắm là về màn hình. Từ đây các bạn thấy á, đối với lại Helios Neo 16 chúng ta sẽ được trang bị một con màn hình 2K với tỷ lệ giống y chang như Helios 16 là 16:10. Bên cạnh đó là tần số quét của em này là cái điểm khác biệt so với lại Helios 16. Em này sẽ dừng lại ở mức 165Hz thay vì 240Hz giống như trên con Helios 16 trước đó mình đã trên tay. Và đối với lại chất lượng của tấm nền này thì sao? Chất lượng tấm nền của em này vẫn rất là tuyệt vời khi mà ở đây mình đã có đo thực tế ra nó cho mình một cái không gian màu là 98% sRGB. Bạn sẽ có độ sáng tối đa lên tới tận 550 nit và độ chính xác màu của nó, hay còn gọi là độ sai lệch màu, chỉ là 0.45 mà thôi. Với cái chất lượng tấm nền này thì không chỉ là phục vụ cho gaming mà mình còn thấy là em này sử dụng cho đa tác vụ được. Bạn có thể sử dụng nó cho những cái công tác về editing video hay là chỉnh sửa hình ảnh với một cái độ chính xác màu nằm ở mức chuyên nghiệp được. Còn về ngoại hình thì sao? Dĩ nhiên là các bạn nhìn thấy cái khung á, ban đầu khi các bạn mở máy ra các bạn sẽ thấy là nó giống, nó hao hao giống đúng không? Nhưng mà thật ra nó vẫn có những cái khác biệt. Và ở đây á, nếu như bạn nhìn vào cái phần tản nhiệt đằng sau, lỗ thoát nhiệt đằng sau thì bạn sẽ thấy được so với Helios 16 trước đó thì em Neo 16 này nó không còn dải LED RGB trang trí nữa. Và nếu như bây giờ bạn nhìn lên trên cái phần mặt A thì bạn sẽ thấy là thay vì chỉ có cái logo đơn điệu thì bây giờ nó được trang trí thêm một cái phần cốt mã hóa. Ở đó mà các bạn sẽ có thể tìm hiểu được rất là nhiều những cái thứ hay ho về những cái cốt này. Rõ ràng á, cái này sinh ra là để tạo thêm cái sự hứng thú cho các bạn với cái mẫu máy này và ở đây mình cũng thấy hứng thú nữa. Mình giải được rồi đó, còn các bạn thì sao? Và đó là cái phần mình nói ở bên ngoài, còn ở bên trong thì nó có khác gì hay không? Không khác. Cả hai phiên bản Helios 16 lẫn Helios Neo 16 đều sẽ được sử dụng quạt tản nhiệt với công nghệ là Aeroblade thế hệ thứ 5. Và bên cạnh đó thì nó vẫn duy trì số lượng ống đồng giống như nhau và nó vẫn sử dụng keo kim loại lỏng để tản nhiệt cho con CPU. Vậy nên á, là với một cái cấu hình được cắt giảm đi thì mình đang kỳ vọng là cái hiệu suất tản nhiệt của nó giữ nguyên và sẽ giúp cho con laptop này nó mát hơn. Và đấy là những cái mà mình điểm qua cho các bạn và những cái mà mình có thể nhận thấy ngay về cái sự khác biệt giữa Helios 16 và Helios Neo 16. Và ngoài ra những cái khác nữa về những cái yếu tố như là cổng kết nối này thì mình thấy là nó vẫn được giữ nguyên số cổng kết nối. Bạn vẫn sẽ có hai cổng Thunderbolt ở đây để bạn có thể là kết nối với cái thiết bị ngoại vi. Và dĩ nhiên là về bàn phím và cũng như là trackpad thì Acer họ làm vẫn rất tốt trên con Neo 16 này. Nó vẫn trả ra cho mình cái cảm giác gõ tương đối ổn và cái phần trackpad này thì họ làm tương đối là trơn mượt cho dù là bàn tay của mình có hơi rít chút xíu. Thế cái phần này là cái phần mình cảm thấy hứng thú nhất nè các bạn, là phần hiệu năng của em này. Ở đây mình đang có test game cho các bạn để bạn có thể thấy được cái sự khác nhau chênh lệch giữa con Helios Neo 16 và con Helios 16 trước đó. Thì đối với lại phiên bản Helios Neo 16 này khi mà mình chơi như từ game AAA thì bạn có thể thấy được là nó vẫn chạy ngon, thậm chí là mình chơi trên cái tấm nền là 2K. Và ở đây mình đang có show cho các bạn xem Cyberpunk 2077. Và từ game này á,
mặc dù ở 2K và thiết lập rất là cao nhưng mà nó vẫn trả lại cho chúng ta hơn 60 FPS. Rõ ràng là các tựa game ở trên đây nó không có làm khó được đối với lại con Helios Neo 16 này. Và tiếp đến nữa là một cái mà các bạn rất là quan tâm ở trên bất kỳ một con laptop gaming nào, đó là nhiệt độ hoạt động của nó. Thì ở đây như hồi nãy mình đã có chia sẻ cho các bạn rồi, hệ thống tản nhiệt của nó được bê nguyên từ con Helios 16 mang qua bên đây. Và với cái cấu hình được cắt giảm xuống và ăn ít điện hơn, cho nên là bạn có thể thấy được là nhiệt độ của em này, nhấn mạnh với các bạn nha, là rất là mát. Nếu như bây giờ bạn so với lại một con laptop khác với cùng cấu hình như thế này thì Acer đang làm rất tốt về cái mặt tản nhiệt của nó, khi mà cả CPU lẫn GPU không bao giờ trên 70 độ C. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình luôn. Và để chốt lại cho các bạn một chút xíu về cái phần chơi game này thì mình thấy nó rất là sao ta, đáp ứng được cái nhu cầu của mình mức tối đa. Và đây mình xin chia sẻ cho các bạn thêm một vài những đoạn test game khác của những game khác cho các bạn xem. Vậy thì chốt lại cho các bạn nguyên một cái bài review từ đầu buổi tới bây giờ của mình là Acer có đang làm tốt về lại Neo 16 hay không? Nói với bạn là có, và họ mang cho mình một cái cảm giác khá là dễ chịu ấy. Tại vì các bạn biết không, trước đó khi mà Acer đưa cho mình những con như là Helios 16 hay là những con khác nó cao hơn một chút xíu, màn hình to hơn, thì mình thấy là rõ ràng đó là những sản phẩm đầu bảng, nó có hiệu năng rất cao nhưng mà giá của nó cũng cao. Và thực sự á, khi mà mình nhận được sản phẩm này và những cái con khác trước đó mình đã review cho các bạn như con Nitro 16 Phoenix thì bạn thấy là Acer họ rõ ràng họ không có giật mình. Kiểu như là họ đã định sẵn một cái đoạn đường đi và cái lộ trình đi cho cái sản phẩm của họ trong năm nay rồi. Và dần dần bạn sẽ có được những sản phẩm rất là ngon. Và giá trị của nó là giá trị thực trong cái tầm giá của nó. Và ở đây họ đang chứng minh cho chúng ta điều đó. Và trước đó chúng ta có con Nitro 16 rồi. Và sau này mình nghĩ là vẫn sẽ có những sản phẩm khác làm tốt nhiều mặt như thế này, và giá thậm chí nó sẽ còn tốt hơn. Còn các bạn thấy như thế nào về sản phẩm này? Liệu đây có phải là chân ái dành cho bạn hay không trong tầm giá của những laptop gaming cao cấp? Để lại comment bên dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video tận phút này, và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe như là một sự ghi nhận cho công sức tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Peace.